miếng này các bạn, miếng này. Miếng cột với miếng hai cái chồng lộn rồi. Bỏ vô miếng tỏi sấy nè. Kagi lo chào cả nhà nha, bữa nay là miếng nè, miếng vịt chim mình là nấu kagi, nãy giờ mình làm rồi, giờ mời cả nhà cùng ăn với mình nha, mà miếng trước. Miếng cả nhà, miếng phải mì nó bị nó phá khai mì với khai pha lan nó nấu cây ngọt. Bún ngon, bún càng thì ngon. Hãy subscribe.
là ngon, bún mà ăn con bún mà cái gì ngon. Xin kết thúc video tại đây nha, vào cả nhà.